Oh, well, mommy did a bad thing, so I have to punish her. No. So I'm gonna go get the belt. No. Giờ sao? Giờ con về ba đánh con nha. Dạ. Chứ bây giờ con phải làm sao để ba không đánh mẹ? Mẹ đánh chết. À, con bảo vệ mẹ đi, bảo vệ mẹ đi. Ba đánh mẹ như vậy. Mẹ sợ quá. Ba đánh mẹ đi. No, Dad. Daddy. 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 So you gonna take it for mommy? So, mommy, you did a bad thing. It's time for you to be punished. No. Okay? No. What do you mean no? When you do bad, you have to be punished. You want mommy spanking? Protect me! Con bảo vệ mẹ đi. Con bảo vệ mẹ. Fix your glasses, JD. Mẹ quýnh mẹ vậy. Okay, did you... Mẹ quýnh mẹ vậy. Did you learn your lesson, mommy? Yeah, I knew my fault. Trời ơi mẹ. Did you protect mommy enough? Yeah. Trời ơi mẹ cảm ơn con gái nha. Trời ơi con gái bảo vệ mẹ. Đúng rồi. Con gái bảo vệ mẹ, đừng có để cho ba đánh mẹ nha con. Mommy, did you learn your lesson? I did. Oh, where's Audrey? Mom, Mom, I want to FaceTime her. Oh, you want to FaceTime Audrey? I need to call you. Are you FaceTiming Audrey? Yeah, I just have bell shoes, Mom. Really? That's nice. Say we will be home in 15 minutes. Yeah, Mom. Okay, sounds good. All right. Hey, Audrey, say bye. Say see you in a minute. See you later. Bye. Say you want to come to my house or me come into your house? In your house? In my house? Or your house? Yeah. Come on, welcome my house. Okay, we'll come over. But come to me. Woo! Come to my house. Okay, we will. JD, they said bye, so you gotta hang up. Did you hang up? Yeah. Okay. Ai gọi con á? Audrey. Trời ơi, đó cái bữa đây Audrey gọi con chay, nó phải tham chay luôn rồi. Nó rủ con gì, nó rủ con làm gì vậy? Audrey gọi nói gì á? Yeah. Audrey gọi nói gì? Nó Audrey hỏi chay đang ở đâu hả? Rồi chay nói chay đang ở đâu? Chay nói chay đang đi với mẹ phải không? Yeah, mẹ. Rồi con nói gì với Audrey? Con nói rằng chút nữa con về đây Audrey qua nhà con chơi phải không? Phải không? Ghê thiệt, cái đáp này ghê thiệt, bên đây nó gọi điện thoại cho nhau nữa. Nó phay tham nhau nữa, đây nè, điện thoại con nè. Điện thoại, trả điện thoại mẹ lại cho mẹ, lại lên.
That's my phone, give me back. Đưa mẹ điện thoại mẹ. Không có bấm gọi tầm bậy nghe chay nha. Đưa điện thoại cho mẹ. Nhưng phim cái gì? Trời ơi, bây giờ nó lấy điện thoại tôi chơi game đâu có được đời nữa không? Ôi, đó coi bữa nay hai đứa nó FaceTime với nhau rồi hỏi nhau đang ở đâu để hẹn hò đi chơi luôn ha, dữ ha. Bữa nay là công nghệ thông tin dữ ha. Bữa nào con lưu cái số A Trì lại đi. Nếu muốn gọi mốt A Trì gọi con khỏi gọi mẹ bắt công. Thấy không? Lưu con lưu là A Trì bạn gần nhà. À, hoặc là A Trì hàng xóm. À, hoặc là ghi là bạn tươi. Hoặc là lưu lại gì ta? A Trì lưu A Trì lại gì ta? Rồi lưu là cái gì đó? Bạn tôi nè, bạn hàng bạn bạn cùng sớm nè, con Lu là bạn thời thơ ấu đi, hoặc là con nghĩ con Lu là bạn tuổi thơ, hoặc là con Lu bạn nhỏ hơn tôi mà bạn cao hơn tôi, Lu vậy mà biết, hoặc là Lu là gì ta, Lu là hả bạn quýnh tôi, Lu vậy cũng được, hoặc là Lu bạn giành đồ chơi, tôi giành lại, đó Lu vậy đó, được không? Con thấy mẹ cho đề nghị với con mấy cái tên vậy là đúng rồi hay không? Trời được ơi, công nhận mẹ hay ghê. Con nghĩ ra mấy cái tên luôn là vô số điện thoại là có 102 luôn, không có có người thứ ba luôn á trời. Hoặc là luôn là cái tên là Adri Michigan. Gọi là gì ta? Bạn quậy Michigan. Đó, dữ chưa? Hoặc là bạn gì nữa ta? Đồng bọn, cái chữ dữ không? Đồng bọn Michigan. Con thấy mày luôn hay không? Mom, I want to change my shirt. À, con muốn thay áo hả? Uh-huh. Lý do cái áo đó cần có bị gì mà thay? Cái lý do áo đó bị, con trai này nó có một cái tật rất là lạ nha vô chú nha. Những cái áo mà mặc á, mà gần cái cổ của nó là nó không bao giờ thích. Tại vì á, nó bị có một cái cảm giác như là những cái áo đó là nó quá gần là nó thở không được. Nên là nó không bao giờ thích những cái áo mà gần cái cổ của nó. Đặc biệt là nó cực kỳ ghét áo cổ lọ nha. Nó không bao giờ, mình không bao giờ mặc nó được cái áo cổ lọ nha. Rồi á hả, áo á là xung quanh cái cổ phải là rất là thoáng chứ không được quá gần cái cổ. Nó tạo cho nó một cái cảm giác là giống như là bị siết cổ gì đó, ngộ không? Nên là cái áo vậy thôi đó mà nó không thích cái áo đó đó. Nó bị một cái cảm giác sao kỳ lạ lắm. Bởi vậy mỗi người có một cái ấy khác nhau. Ngộ thiệt cơ chứ. Đúng không? Trời đất ơi, bữa nay gọi điện thoại cho nhau ghê quá trời. Mới có bơ lớn là thôi 2-3 tuổi thôi mà vậy rồi. Tới mà 13-14 tuổi, không đợi gì tới 13-14, tới 9-10 tuổi thôi là nó còn đi tới đâu nữa. Con nít bây giờ dứa dần thì cái chứ. Phải tham đồ nữa. Ủa hồi đó phải tham, thấy ai chị mặc đồ gì vậy? Đồ gì? Đồ múa hả? Mang đồ dài gì? Không mẹ. Bây giờ nãy con nói chuyện A Trì mang đôi giày ba lê. Phải không? Nói với bell shoes. Bell shoes? Yeah. Cái công chúa bell hả? Yeah. À. Bởi vậy, con bây giờ con muốn mang giày gì? Con muốn mang giày ba lê không? Yeah. Hay là shibaki? No mom. Mang jasmine shoes. Con muốn mang jasmine shoe, bữa nay là nó lớn lắm rồi cô chú ơi. Bữa nay là không có gọi mẹ bằng mommy như là ngày thơ trẻ thơ ấu nữa. Mà bây giờ gọi được một chữ thôi, mom. Thôi ơi, thấy con tao bên đây lớn chưa? Còn ba của nó không có gọi là daddy nữa mà nó gọi là dad. Mà lý do tại sao, cái lý do gì làm con thay đổi vậy? Là trong tâm hồn của con nó già dặn hơn hay là lý do tại sao mà con thay đổi là con hồi đó con gọi mẹ bằng mommy. Mà bữa nay con chỉ gọi lại mẹ là mom thôi. Ngày xưa con gọi ba là daddy. Bây giờ con chỉ gọi ba là dad thôi. Lý do sao vậy? Nói cho mẹ nghe coi. Lý do vì sao? Hồi sáng này ha, con nhớ không? Dad, I have a donut. Thường là con nói là daddy, mommy just buy me a donut daddy. Oh, it was so cute. But khi mà con kêu mẹ bằng mom á, con kêu ba bằng dad á, con biết mẹ suy nghĩ gì trong đầu không? Con mature hơn, con trưởng thành hơn rồi. Con bây giờ con thay đổi, con gọi mẹ là mom và dad. Những cái chữ, cái con gọi nó vẫn còn rất là thiêng liêng, nhưng mà nó tạo cho mẹ một cảm giác là con đã lớn hơn rất là nhiều rồi. Con hiểu mẹ nói không? Con rất là mature. Mature có nghĩa là con đã trưởng thành hơn cái cung bậc của cái chữ
mommy and daddy. Là con đã thành một big girl. Từ ngày hôm nay mẹ sẽ không nhìn nhận con là một người em bé nữa, mà mẹ sẽ nhìn nhận con là một người big girl, là một đứa con gái lớn rồi. Thì một đứa con gái lớn sẽ được gì và mất gì? Một người em bé lớn đó, con gái lớn đó, thì phải nghe lời ba mẹ nhiều hơn, phải ngoan nhiều hơn, phải phụ giúp mẹ với ba nhiều hơn, rồi phải cái gì nữa ta, phải chăm chỉ nhiều hơn, phải giỏi hơn ngày xưa gấp nhiều lần, tại vì bây giờ mình đã thay đổi tên gọi rồi mà, thì mình phải đổi thay đổi. Mẹ muốn đi con, mẹ muốn đi con không? Mẹ muốn đi con cũng như là đi với mẹ, mà đi với mẹ cũng giống như là đi với ba. Mẹ con đi với con. Không á, đi với con là gì? Mình lớn rồi mình phải nói tiếng Việt cho nó đúng chứ. Mẹ ơi, con muốn đi với mẹ. Chứ đâu con muốn đi với con là gì? Con mà còn đi với con nữa là gì? Tao mày, đúng không? Thì bây giờ mình lớn rồi mình phải nói cái chữ khác. Mẹ ơi, con muốn đi với mẹ. Con đi với mẹ, mẹ. Đúng rồi, giỏi. Con cũng muốn đi với con là gì? Con thấy con nói sai chưa? Hồi bữa giờ mẹ thấy con nói sai nhưng mà mẹ không có chỉnh con, tại vì mẹ thấy cái điều đó nó quá dễ thương. Nhưng mà hôm nay là con kêu mẹ bằng mom rồi thì mẹ phải chỉnh con lại. Là con phải nói mẹ ơi, con muốn đi với mẹ. Đó đây,